Hay thầy có câu hỏi cụ thể hơn cho các bạn nhé. Hãy so sánh cho thầy cạnh của hình vuông và đường kính của hình tròn như thế nào với nhau. À, các bạn nhận ra rồi đúng không? Cạnh của hình vuông hay chính là đường kính của hình tròn. Đấy, điểm này là điểm rất quan trọng để nhắc lại này. Với những cái hình tròn, đây người ta gọi là hình tròn nội tiếp hình vuông này. Đấy, cạnh của hình vuông chính là đường kính của hình tròn. Các em chú ý cho thầy nhé. Vậy thì thầy ghi đây này, A hay chính là bằng gì? Bằng D. Cạnh của hình vuông chính là đường kính của hình tròn. Được chưa? Đường kính của hình tròn. Vậy thì muốn tính được cạnh của hình vuông, tất nhiên là chúng ta phải đi tính đường kính, đúng không? Đấy, chúng ta tiếp tục. Vậy thì muốn tính được đường kính, chúng ta cần phải biết cái gì nhỉ? À, chúng ta cần phải biết bán kính của nó. Cần phải biết bán kính của nó, đúng không? Cần phải biết bán kính của nó. Đây là cách thứ nhất nhé. Các em có thể, nếu bài toán mà cho chu vi thì chúng ta có thể chia thẳng cho 3,14 để ra đường kính. Nhưng ở đây bài toán cho diện tích. Vậy thì để biết được đường kính thì chúng ta phải biết được gì? Phải biết được bán kính của nó. Phải biết được bán kính của nó. Đấy. Vậy thì để biết bán kính chúng ta cần phải biết gì? À, cần phải biết diện tích. Diện tích được tính như thế nào? Diện tích hình tròn được tính bằng R nhân R và nhân với số 3,14. 3,14. Vậy thì muốn biết được R, đầu tiên các em phải đi tìm cho thầy R nhân R. Bằng cách này chúng ta lấy diện tích và chúng ta chia cho số 3,14. Thì khi đó các em sẽ tìm được R nhân R. Từ R nhân R chúng ta có thể suy ra R, tức là suy ra bán kính. Có bán kính các em sẽ tính được đường kính, đúng không? Và chúng ta tính được đường kính của hình tròn hay chính là chúng ta tính được cạnh của hình vuông. Khi mà tính được cạnh hình vuông, chúng ta lấy cạnh nhân cạnh, chúng ta sẽ có diện tích của hình vuông. Các em có hiểu không nhỉ? Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta bắt đầu sang phần bài giải nhé. Chúng mình tiếp tục với phần bài giải nhé. Bài giải này. Bài giải. Giờ giống như cái phần phân tích thì chúng ta sẽ đi ngược. Phân tích là phân tích ngược, nhưng mà giải thì lại giải xuôi. Em chú ý cho thầy thế nhé. Bây giờ chúng ta đã có diện tích rồi, đúng không? Diện tích chúng ta đã có là 50,24. Mà chúng ta có diện tích bằng R nhân R nhân 3,14. Vậy thì từ diện tích chúng ta có thể tính được R bằng cách lấy diện tích đó và đem chia cho số 3,14. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có phần gọi bán kính đi. Bán kính. Hình tròn là R. Đấy. Vì tự nhiên mà chúng ta vào cứ phân tích ngay cái công thức tính thì rất là khó. Vậy thì chúng ta phải có phần đầu như thế này nhé. Gọi bán kính của hình tròn là R. Khi đó ta có R nhân với R sẽ bằng bao nhiêu? Bán kính nhân bán kính chính bằng diện tích và đem chia cho 3,14. Thì chúng ta lấy 50,24 chia cho 3,14 và chúng ta bằng 16. Đơn vị là cm. Đấy, đơn vị là cm vuông em nhé. Cm vuông. Vì R nhân R mà, đó là hai đơn vị chiều dài nhất với nhau. Vì vậy cái đơn vị chúng ta xét ở đây phải là đơn vị cm vuông. Được chưa nhỉ? Đơn vị diện tích đấy. Đấy. Chúng ta có R nhân R bằng 16.
Nhiệm vụ của chúng ta đang phải đi cần tìm cái anh R này này, cần tìm bán kính, đúng không? Cần tìm bán kính. Mà chúng ta có bán kính nhân bán kính bằng 16. Đố các bạn biết số nào nhân số nào thì bằng 16? À, 4 nhân 4 thì bằng 10, 16, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể nói luôn ở chỗ này đó này. R bằng 4 cm. Thầy đã hướng dẫn các bạn cách trình bày rồi đúng không? R bằng 4 cm. Vì 4 nhân 4 bằng 16. Đấy, các em chỉ cần trình bày cho thầy như thế này thôi, đúng không? Chúng ta đã có bán kính của hình tròn rồi. Bán kính của hình tròn. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải tính cái gì? Chúng ta phải tính đường kính của hình tròn. Tại sao lại đi tính đường kính của hình tròn? Vì chúng ta nhận thấy một điều, đó là đường kính của hình tròn chính là có độ dài bằng với cạnh của hình vuông. À, đường kính của hình tròn bằng cạnh của hình vuông. Do vậy cái bước chúng ta đi tính cái đường kính của hình tròn hay chính là chúng ta đã đi tính gì? Cạnh của hình vuông đấy, đúng không? Đấy. Vậy thì câu trả lời này chúng ta có thể trả lời là độ dài cạnh của hình vuông là cũng được nhá. Chúng ta có câu trả lời thứ hai. Độ dài cạnh của hình vuông là độ dài cạnh của hình vuông này, chúng ta có bán kính thì bằng 4 cm. Bán kính là từ tính từ tâm tới một điểm bất kỳ trên đường tròn, đúng không? Thì đây là bán kính này. Đường kính thì gấp 2 lần bán kính. Vậy thì muốn tính đường kính, chúng ta lấy bán kính và đem nhân với 2. Ở đây chúng ta trả lời là cạnh của hình vuông, đúng không? Vậy thì các em hiểu cạnh của hình vuông cũng chính là bằng đường kính. Vậy thì chúng ta lấy bán kính và đem nhân với 2 thì cũng ra cạnh của hình vuông, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 4 cm này, 4 và nhân với 2 bằng 8 cm. Đấy, được chưa? Chúng ta đã có cạnh hình vuông, dấu hỏi chấm này đã được giải đáp là 8 cm rồi, đúng không? Và chúng ta trở lại với yêu cầu của bài toán, đó là tính diện tích của hình vuông. Chúng ta đã biết cạnh rồi, đúng không? Và bây giờ yêu cầu tính diện tích quá đơn giản. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài cạnh nhân với trình đó. Đấy. Vậy thì chúng ta có diện tích của hình vuông là của hình vuông là diện tích của hình vuông là chúng ta lấy 8 độ dài cạnh nhân với chính nó, 8 nhân 8 bằng 64 đơn vị là cm vuông. Đáp số xin cảm ơn các em đã theo dõi video. Nếu các em muốn học với trọn bộ bài giảng kèm theo phiếu bài tập cùng chương trình giải bài miễn phí với học phí hết sức tiết kiệm chỉ có 500.000 đồng một năm thôi, thì các em vui lòng đăng nhập vào trang web thầyleconghai.com hoặc các em có thể Zalo trực tiếp cho thầy theo số điện thoại 0943734664 để đăng ký nhé. Xin chào toàn thể các em, chúc các em học tốt.